Hello, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình chúng ta trong bản tin của buổi sáng hôm nay. Và lời đầu tiên cho Long kính chúc đại gia đình mình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa quý vị, buổi sáng hôm nay thì Long lại tiếp tục gửi đến cho quý vị câu chuyện lùm xùm tại căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Và những người liên quan thì tôi cho đến bây giờ vẫn chưa có hồi kết. Mà nhiệt thì cũng chưa có hạ, mà tôi thấy càng ngày càng tăng nhiệt. Tại vì nhiệt độ càng ngày càng tăng lên thì sự nóng giận cũng càng ngày càng tăng lên. Thì chính vì cái lẽ đó thì thưa với quý vị, tôi e rằng là câu chuyện này nó sẽ đi xa hơn. Và nó đi xa hơn và nó đi không có ngày trở lại. Là vì sao? Vì cái mối lương duyên giữa cộng đồng mạng đối với căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này, từ trước đến nay ai ai cũng đều yêu thương, quý mến và ủng hộ hết mình. Nhưng mà bây giờ thì có một số người thì người ta cũng đã chính thức quay lưng và người ta đã chính thức bình luận vào các kênh YouTube, chứ không phải riêng với kênh của Nguyễn Đức Long. Thì thưa với quý vị, tất cả các kênh YouTube khác trên cộng đồng mạng tôi thấy, tôi vào tôi xem thì tôi thấy cái sự bình luận, người ta họ bình luận. Thì thưa thật với quý vị, ngày xưa thì 10 người thì họ bình luận tích cực về cho Hồng Loan 10. Nhưng bây giờ tôi thấy rằng là càng ngày càng tồi tệ, nó đã đi xuống. Thì bây giờ còn cỡ 50%. Thì chính vì cái lẽ đó tôi e rằng nếu như câu chuyện này càng kéo dài thì càng phức tạp ra, và cái hậu quả thì Hồng Loan sẽ gánh nặng nề hơn. Cũng giống như những clip trước tôi đã nói cái vấn đề này rồi. Thì ngay từ bây giờ có một cái bình luận mà quý vị khán giả cũng theo sâu sát cái câu chuyện này, mà người này thì thưa với quý vị, tôi thấy trên các cái kênh YouTube của nhiều người, tôi thấy cái vị khán giả này cũng có đăng ký và có tham gia và bình luận trên nhiều kênh. Thì hôm nay vị khán giả này là bình luận trên cái kênh của tôi có một cái câu như thế này: mình phải nói rằng ca sĩ Nguyên Vũ là một người rất tinh tế và biết dừng lại đúng lúc để khỏi vướng vào những việc lùm xùm và thị phi trong tương lai đó. Thì ở đây nếu như vị khán giả này có cái bình luận như thế này thì tôi cũng nhận ra, làm cho tôi chợt nhớ ra là cái ngày mà đám giỗ đầu tiên của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì Nguyên Vũ đã đăng một dòng trạng thái và đã nói Nguyên Vũ sẽ rời cuộc chơi và rút khỏi cuộc chơi. Thì tôi đến ngày hôm nay thì nhiều khán giả bình luận về Nguyên Vũ, nhưng mà hôm nay thì có cái câu này thì nó cũng đi sâu đi sát vào vấn đề. Thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị. Đúng, Nguyên Vũ là một ca sĩ, anh rất là điềm đạm và anh rất là nhẹ nhàng. Thậm chí anh một ai đó có đụng độ anh hay là có khiêu khích anh hay là có tấn công anh cũng nhẹ nhàng. Và đồng thời tôi cho đây là với cái vị khán giả này dùng cái từ là tinh tế, Nguyên Vũ rất là tinh tế, thì tôi nói đây, cái tinh tế là ở chỗ đó, đó. Và đồng thời nữa thì ca sĩ Nguyên Vũ rút, tại sao mà rút khỏi cuộc chơi? Tại vì từ cái ngày đầu đến khi mà tròn một năm thì Nguyên Vũ vẫn ủng hộ Hồng Loan hết mực. Dù làm những cái MV, những cái bài ca nhạc rất là hay và được cả hàng triệu view, mà được khán giả từ trong nước và ngoài nước đón nhận rất nhiều. Nhưng mà sau đó có đụng độ với Phương Lê, rồi cuối cùng anh cũng nhường nhịn, rồi cũng có lấn cấn gì với cái chuyện của Vũ Luân, nhưng mà rồi tất cả mọi thứ nó cũng qua. Nhưng mà vừa tròn đúng một năm là tôi nói thật quý vị là Nguyên Vũ đã đăng trên cái trang cá nhân của anh là anh dừng lại và rời tem. Thì tại sao mình đặt cái dấu hỏi thật lớn, tại sao Nguyên Vũ lại không chọn những ngày trước đó, những tháng trước đó, mà tròn một năm ngày của cố nghệ sĩ mất và cũng là cái giỗ đầu tiên của cố nghệ sĩ, để chọn cái ngày đó ra đi. Thì tôi cho đây hai cái từ tinh tế của vị khán giả này bình luận rất là hay và rất là phù hợp. Nó phù hợp chỗ nào? Nguyên Vũ vừa là một con người có tình có ý, anh nói cái gì ra cũng đều tôi thấy là rất là phù hợp, và nó cũng trang nhã hòa thuận, chứ không có phải mà anh gay gắt với đồng đội hay với anh em trong team của mình.
Thì chính vì lẽ đó anh chọn cái ngày tròn một năm của cố nghệ sĩ để chi? Để đó là cũng là ngày cái dư tròn một năm là cả đã cái dư rằng là anh ra đi để chi cho không còn vướng bận, không còn cái như là hối hận về sau này tại sao mình không chờ thêm một vài ngày hay một vài tháng nữa cho nó hết năm rồi mình rời. Nhưng mà đến bây giờ anh rời đi là tôi thấy rằng đúng, rất tinh tế. À, tinh tế về mặt tình cảm, về mặt lý, mặt tình là anh đầy đủ hết. Đó. Và hơn nữa thưa với quý vị, đến bây giờ thì tôi cho rằng là Nguyên Vũ đã rời cái tem này và Nguyên Vũ tham gia nhiều bộ phim truyền hình của Việt Nam chúng ta. Cũng giống như rằng là tham gia nhiều cái short show, talk show trong thời gian qua rất là nhiều. Và anh cũng làm thiện nguyện rất là nhiều nữa. Anh đã đăng trên trang cá nhân của anh rất là nhiều luôn. Thì tôi thấy đây là một việc làm vô cùng có ý nghĩa và mang tính nhân văn rất là cao đối với ca sĩ Nguyên Vũ. Còn bây giờ mình quay trở lại với cái một cái tin nhắn của một người mà tôi đã thật quý vị là người này tôi đọc tên lên thì quý vị biết hết. Cái tên này thì không lạ gì với các kênh vì tôi theo dõi, tôi vào các cái kênh YouTube khác, tôi tìm hiểu, tôi xem bình luận đó. Thì tôi thấy những người này là đều là bình luận hết trên các cái kênh khác nữa. Có một người cho là cảm xúc riêng và cảm xúc của người đó đã nói lên cái sự thật của ngày hôm nay để cho cộng đồng mạng rất là buồn và rất là hoang mang. Tại sao cộng đồng mạng và những kênh YouTube đã ủng hộ những người này hết lòng hết dạ suốt hơn một năm qua mà bây giờ thì người này đứng lên nói rằng là cảm xúc. Nhưng mà có nhiều khi á, những người có cảm xúc thì làm cho người khác cảm động, có cảm xúc làm cho người khác yêu thương, thể hiện cái cảm xúc của mình trong những cái bối cảnh hoàn cảnh nào cho phù hợp. Còn ví dụ như có nhiều người có những cái cảm xúc mà đôi khi chính là cái cảm xúc đó là làm cho chúng ta bại hoại danh dự và kể cả rằng là con đường sống của chúng ta. Thì chính vì lẽ đó cái cảm xúc đó có đôi khi chúng ta phải hối hận vì nó và hối hận suốt cuộc đời. Quý vị nghe không? Đó. Thì tôi ở đây tôi nói thật với quý vị rằng là con người sống thì vốn dĩ là hỷ nộ ái ố. Thì trên nền tảng, ví dụ như tôi cho là trên một cái nền tảng xã hội hiện nay á, thì cũng có rất là nhiều tham gia trong cái drama này. Thì ai cũng có cái cảm xúc riêng của mỗi người. Nhưng mà cảm xúc đó làm sao để cho chúng ta chứng minh được cái cảm xúc này chúng ta có thể rằng là làm cho lan tỏa ra, có nhiều người có thể rằng là đồng tình với chúng ta, ủng hộ với chúng ta và có thể rằng là thấy cái cảm xúc của chúng ta đó là sự thật và nói lên cái điều gì đó nó mang tính nhân văn. Còn có khi là cái người vị khán giả này viết ra cái dòng status này, cái dòng bình luận này thì tôi cho rằng là vị này cũng có trình độ khá khá đó nha, chứ không phải đơn giản mà viết ra được như vậy. Thì ở đây nói thật với quý vị rằng nếu như mà cảm xúc mà làm có đôi khi cảm xúc đó làm cho chúng ta được thăng hoa và cảm xúc là được coi như lan tỏa rất nhiều và thậm chí được người khác chia sẻ và đồng cảm với mình rất nhiều. Nhưng mà cũng có khi cái cảm xúc đó làm cho chúng ta bại hoại về danh dự cũng như cuộc sống của chúng ta. Đó, quý vị nghe chưa? Bại hoại về danh dự và cuộc sống của chúng ta. Thì vô tình chúng ta giết chết cuộc đời mình. Vì sao? Vì cái cảm xúc của mình đặt không đúng chỗ và thể hiện không đúng nơi và cũng không đúng lúc. Thì chính vì lẽ đó thì có thể rằng là giết chết cuộc đời mình. Nhưng mà mình không hay. Bởi vậy thưa quý vị như thế này, tôi nói thật với quý vị, như ngày hôm qua thì cha con của ông Trần Quý Thanh là một đại gia ngành nước ngọt giải khát của Việt Nam chúng ta mà đã đem chuông đi gõ xứ người rằng là đã coi như rằng là xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Thì đó là một việc làm mà tôi nói thật, một công ty cũng có thương hiệu Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Mà đến khi cũng vì một chút xíu ngạo mạn, vì tham lam mà cuối cùng là phải ngồi tù suốt một năm qua bị giam giữ. Rồi ngày hôm qua ra phiên tòa xét xử thì bên viện kiểm soát coi như đề xuất với cái mức án là coi như rằng là đề nghị với cái mức án là từ 9 đến 10 năm tù. Mà ông Trần Quý Thanh năm nay là 71 tuổi, đầu tóc đã bạc phơ rồi. Với cái gương mặt tiều tụy ngồi trong phiên tòa thì quý vị cũng đủ hiểu, cùng với hai đứa con gái. So với những ngày trước đây là ông là hô mây gọi gió,
coi như rằng là khủng khiếp, quyền lực trong tay. Nhưng mà quý vị biết, từ cái khi mà nói về cái nhân cách đạo đức, từ cái con ruồi nằm ở trong chai nước năm bào quanh, mà ông ta đã hại một người đàn ông đi vào tù, bỏ vợ bỏ con, một người nông dân nghèo khổ như vậy, chơi gài, mà để rồi cuối cùng nhiều khán giả, nhiều cộng đồng mạng cũng coi như lên tiếng, và kể cả nhiều luật sư cũng lên tiếng về vấn đề này. Ông này chơi, chơi như vậy là chơi quá dơ. Và cái hậu quả bây giờ đã báo liền liền cho quý vị thấy, ông phải đền tội với mức từ 9 đến 10 năm tù theo đề nghị của viện kiểm sát. Còn con gái của ông, một người thì từ 4 đến 5 năm, một người thì từ 5 đến 6 năm. Quý vị nghĩ đi, có một gia đình nào mà bại hoại đến mức độ lần là kể cả cha và hai người con là trụ cột của gia đình cũng phải đành vào tù ngồi. Mà vợ của ông Đức Cao Thanh bây giờ là, nghĩa là ông Trần Quý Thanh bây giờ là bà đã bị coi như rằng là bị bệnh, tai biến, đi lại rất khó khăn, mà bà phải đứng ra để điều hành công ty. Thì đó là một cái sai lầm mà khi cuộc đời con người chúng ta không xem trước nghĩ sau, và chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta được cái này là chúng ta còn muốn được cái khác, chúng ta muốn được cái nọ, muốn ta được nhiều thứ được. Như vậy chính điều đó, chúng ta tham lam quá, chúng ta ngạo mạn quá, ha, là đó là cũng là cái cảm xúc. Mỗi người có một cái cảm xúc riêng mà. Ví dụ như ông Trần Quý Thanh, ông có cái cảm xúc là ông đang ham tiền và ông muốn làm cho nhiều tiền. Bây giờ ông đại gia ở xứ Bình Dương, ông muốn ông đại gia của cả nước Việt Nam mình, rồi ông muốn ông vươn xa là ông là dân đại gia thứ dữ, là 1 triệu phú đô la của cái như là Đông Nam Á hay là thế giới, ví dụ vậy. Vì cái lòng tham con người vô đáy, mà cái sự ngạo mạn, và đó là cái cảm xúc của mỗi người đó quý vị. Thì tôi nói mỗi người có một cái cảm xúc riêng. Thì người nhỏ cảm xúc nhỏ, người vừa cảm xúc vừa, và người lớn thì cảm xúc lớn. Thì chính vì lẽ đó thành bây giờ ông và hai người con gái phải đền tội. Thì giả sử tôi nói quý vị ở đây, không phải riêng chi bất cứ ông Thanh, mà nhiều người khác cũng giống như bà Trương Mỹ Lan. Rồi bây giờ quý vị biết, trời ơi, những đại gia và những vị cán bộ cao cấp, các trong lĩnh vực của các ngành, của các cơ quan nhà nước chúng ta, rồi quý vị cũng từng biết rằng là bao nhiêu vị tướng bên ngành công an cũng đã từng coi như rằng là làm theo cảm xúc của mình, để rồi cuối cùng bây giờ cũng phải đền tội. Thì ở đây tôi cho rằng là những cái cảm xúc của những bạn trẻ này cần phải coi như rằng là suy nghĩ lại và kiềm chế lại và kìm hãm lại, và chúng ta cần phải có những cái suy nghĩ tích cực hơn để chúng ta thể hiện một người có ăn học, có văn minh, trong sống trong một cái xã hội cũng đầy văn minh như thế này. Thì thưa các quý vị, nếu như chúng ta không biết kìm cảm xúc của chúng ta không có thể rằng là đổ lỗi cho cảm xúc để rồi sau này là chúng ta hối hận. Bởi chữ ngờ, ai cũng nói là không ai mà học được chữ ngờ. Vì chữ ngờ bao giờ cũng đi sau. Ví dụ nó tôi ngờ vậy, tôi biết vậy, tôi ngờ vậy thì hồi đó tôi không làm. Tôi ngờ vậy hồi đó tôi không nói. Tôi ngờ vậy thì hồi đó tôi không mua, hồi đó tôi không bán người đó, hồi đó tôi ngờ vậy, hồi đó tôi không nghe. Nhưng mà bây giờ thưa với quý vị, ha, là mà tôi ngờ hồi đó tôi nên nghe, thì tôi không phải vậy. Thành ra thưa thật với quý vị rằng cái câu chuyện này nó kéo dài ra, mà nó kéo dài cái hệ lụy, nó kéo dài ra, càng dài ra thì càng khổ cho chính bản thân người đó. Nhưng mà họ hoàn toàn họ không biết bao giờ biết. Tại vì tuổi trẻ bây giờ có nhiều khi người ta họ cứ làm theo cảm xúc của họ, nhưng mà họ không suy nghĩ về cái tương lai và quá khứ. Vì cái tuổi đời của họ còn nhỏ, họ chưa đủ cái sự chín chắn để suy nghĩ đến điều đó, và họ cũng chưa từng vấp phải. Thành ra là bây giờ đây là trên con đường người ta đang trải nghiệm, họ cho là họ trải nghiệm. Nhưng mà tôi nhớ rằng là có những thứ mình trải nghiệm để mình học hỏi được nhiều cái, nhiều thứ. Có những chuyện mình trải nghiệm để mình rút ra nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái bài học quý giá, đắt giá cho bản thân mình. Nhưng mà có những thứ mình trải nghiệm là tất nhiên mình đi vào con đường chết. Ví dụ như quý vị chơi chất nghiện là quý vị thử đi. Như vậy là quý vị cũng là đi vào cái ngõ cụt rồi. Hay là hút sách cờ bạc, đá gà, đá cũng là đi vào cái ngõ cụt. Đó là mình thử nghiệm, mình trải nghiệm những cái việc đó là không nên.
Còn ví dụ mình trải nghiệm những cái việc gì mà tích cực, tốt cho xã hội, tốt cho gia đình và tốt cho bản thân mình thì mình nên trải nghiệm. Còn nếu mình trải nghiệm những cái việc xấu xa, những cái việc đê tiện hay những cái việc gì mà nó không có ích cho xã hội, nó không có ích gia đình mà không có ích cho bản thân mình thì đừng bao giờ trải nghiệm. Đó là những lời mà Nguyễn Đức Long trần tình cùng với quý vị khán giả và tất cả những người mà Nguyễn Đức Long cho gọi rằng là yêu thương. Thì hãy nên kiềm chế cảm xúc, đừng bao giờ để cho cảm xúc mà đi xa quá rồi cuối cùng ngược trở lại, nó xúc cảm mình thì lúc đó mình không đỡ kịp. Rồi đến đây Nguyễn Đức Long xin chân thành cảm ơn đại gia đình đã quan tâm theo dõi trên kênh Đạo Diễn Vlog. Và kính thưa quý vị, nhớ đăng ký cho Long một cái đăng ký và cho Long một like và cho Long một chia sẻ quý vị nhé. Rồi Long xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào.